Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, phiên họp báo thường kỳ chính phủ tháng 4 đang diễn ra. Đây là diễn đàn quan trọng để các phóng viên báo chí đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề nóng phát sinh trong quá trình chỉ đạo điều hành của chính phủ, các bộ ngành, chính quyền các địa phương đối với người phát ngôn chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Và hiện nay, phóng viên Kiều Minh đã có mặt tại phiên họp báo và chuyển tới chúng ta những thông tin mới nhất. Xin mời phóng viên Kiều Minh. Vâng, anh kỳ vọng kính thưa quý vị, ngay từ đầu buổi họp báo trả lời thông tin mà báo chí quan tâm liên quan đến việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc xử lý kỷ luật đảng đối với nguyên lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường và đối với ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2010-2015, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ tham mưu xem xét chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với ông Võ Kim Cự. Và cùng với đó thì ông Võ Kim Cự cũng đã có tờ xin thôi đại biểu Quốc hội khóa 14. Hiện nay thì Chính phủ chưa nhận được báo cáo của Bộ Nội vụ về vụ việc này. Trả lời báo chí về quan điểm của Chính phủ đối với vụ bức xúc tiêu cực khiếu nại đất đai ở thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nêu rõ vụ việc xảy ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017 là rất đáng tiếc. Theo đó, mấu chốt là quyết định xây dựng sân bay Miếu Môn từ năm 1980 đến năm 1981 đã giao đất cho Bộ Quốc phòng, và đến năm 2014 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đo lại và bị chênh 28,7 hectare so với ban đầu, và nhân dân Đồng Tâm cho rằng đó là diện tích đất nông nghiệp dẫn đến tranh chấp. Trong chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng và trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện đối thoại với nhân dân để thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Thành phố Hà Nội cũng đã công bố thanh tra toàn diện việc sử dụng cũng như quản lý đất đai của Đồng Tâm, Mỹ Đức, và hiện Bộ Công an cũng đã thực hiện kiểm tra rà soát toàn bộ quy trình tố tụng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số đối tượng ở Đồng Tâm. Hiện các cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này. Tinh thần theo chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là sẽ thực hiện rất minh bạch, công khai, sòng phẳng. Chính quyền sai thì chính quyền xin lỗi trước nhân dân, mà người dân sai thì người dân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Phần hỏi đáp cụ thể về nội dung này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ngay sau đây. Xin cảm ơn chị Kiều Minh. Và như phóng viên Kiều Minh vừa tóm lược thì không nằm ngoài dự kiến, một trong những nội dung được các phóng viên đặt ra tại cuộc họp báo đó là các bước xử lý đối với ông Võ Kim Cự liên quan đến những sai phạm về sự cố môi trường biển ở miền Trung, cũng như là các vấn đề liên quan đến vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức thời gian vừa qua. Sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi một tổng hợp ngắn của chúng tôi. Tôi là Hoài Thu, báo giao thông, có hai câu hỏi muốn hỏi người phát ngôn chính phủ. Câu hỏi thứ nhất là liên quan đến cái vụ việc của ông Võ Kim Cự, thì vừa qua Ban Bí thư đã công bố quyết định kỷ luật những tổ chức và cá nhân liên quan đến sai phạm trong vụ Formosa. Thì trong đó Ban Bí thư có yêu cầu là Ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về mặt hành chính đối với một số cá nhân liên quan và với đảng bộ của Tài nguyên Môi trường. Và cũng liên quan đến vụ việc này thì vừa qua trong cuộc tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ thì Chủ tịch Quốc hội có nói là Ban Bí thư đã chỉ đạo Quốc hội và Chính phủ làm các thủ tục cho thôi đại biểu Quốc hội và cho Võ Kim Cự nghỉ hưu, thì xin hỏi Chính phủ đã thực hiện những cái nhiệm vụ này đến đâu? Câu hỏi thứ hai là vừa qua xảy ra vụ việc ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, vụ việc cho thấy là những cái khiếu nại trong giải quyết đất đai chưa thỏa đáng khiến cho dân bức xúc kéo dài và dẫn đến những phản ứng tiêu cực. Xin hỏi quan điểm của Chính phủ và Bộ Công an về việc này, và tới đây chúng ta có những cái biện pháp gì hiệu quả hơn để ngăn chặn và hạn chế những cái tình trạng tương tự? Trong cái thông báo thì công chí biết ý, là kỷ luật đảng đối với cán bộ, đối tượng như vậy là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thẩm quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thì và giao nhiệm vụ cho Ban Cán sự Đảng ở Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội xem xét đối với đồng chí Võ Kim Cự. Hiện nay thì Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ với chức năng là cơ quan tham mưu đề xuất với Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét về chức danh là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã đối với đồng chí Võ Kim Cự. Thì cũng chỉ biết ý, thì thế còn Quốc hội
thì cũng được biết ý, là đồng chí Võ Kim Cự cũng đã có cái đơn là xin thôi đại biểu Quốc hội khóa 14. Hiện nay thì Ban Cán sự Đảng Chính phủ cũng chưa nhận được cái báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ. Thì tới đây thì Ban Cán sự Đảng Bộ báo cáo thì Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ xem xét. Vấn đề thứ hai là vấn đề quan tâm đến cái thôn Hoành của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ý. Tinh thần chúng ta ấy là rất minh bạch, rất công khai. Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng ta rất minh bạch, rất công bằng, rất sòng phẳng như vậy. Nếu như mà huyện Mỹ Đức, mà nếu như xã Đồng Tâm mà có sai phạm trong vấn đề quản lý sử dụng đất đai, ở trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo cái kiến nghị 47 điểm của nhân dân xã Đồng Tâm mà giải quyết không đúng, không thể hiện trách nhiệm của cơ quan công quyền thì sẽ được xem xét ở mức độ nếu như có sai phạm. Đấy thì báo cáo các vị báo chí thì chúng tôi nêu như vậy.